Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại vừa mua về được một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2020, nhập về Việt Nam là năm 2021, đăng ký năm 2021 quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Chiếc xe này tôi vừa mới mua về được ở trên Tây Tựu về đến đây xong ạ. Tôi hôm nay tôi đi mua xe là tôi cầm sẵn đồ quay đi đây rồi. Cho nên là tôi chiếc xe này tôi mua là tôi đặt cọc từ hôm trước, hôm nay là tôi xe lên tôi lấy thôi. Tôi vừa mới từ trên Tây Tựu mà về đến đây. Lấy xe xong cái là tôi quay luôn cho quý vị và bạn xem, đây là nguyên bản nhé, chưa có dọn tí nào cả. Và chiếc xe này là đồng hồ lăn bánh chuẩn 3 vạn km, cam kết không tua đồng hồ. Vì chiếc xe này chạy 3 vạn km nó cũng vừa thôi, từ năm 2021 đến bây giờ chạy 3 vạn km và còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng cho nên là chúng tôi không tua đồng hồ nhé, còn nguyên bản từ dàn lốp này, lốp sơ cua chưa hạ này, còn chưa có dọn dẹp một tí nào cả. Vừa mua, tôi vừa lấy cái là tôi đem đây tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe này. Sau đó tôi mới dọn dẹp sau ạ. Và chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng, chúng tôi vẫn cam kết thêm là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên full lịch sử bảo hành bảo dưỡng và còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi và nhận xe. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia còn nguyên bảo hành này ạ. Chiếc xe 2021 ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 này. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem một vòng quanh xe để xem về cái phần bên ngoài, phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng và chạy đúng 3 vạn km quý vị bạn nhé. Đây, chạy đúng 3 vạn cho nên là cái dàn lốp còn nguyên bản quý bạn ạ, la răng rất mới, rất là đẹp đấy ạ. Chúng tôi vừa mới mua về đến đây là tôi đem ra tôi quay luôn ạ. Tôi không có chưa có dọn dẹp gì đâu. Đẹp như này đấy ạ. Đấy. Rất đẹp luôn quý vị bạn nha. Dàn lốp là chiếc xe được sản xuất là cuối năm 2020 đây này. Cái đế lốp vẫn là 2020 quý vị bạn nha, và còn rất dày. Chạy chuẩn 3 vạn km quý vị bạn nha. Đấy. Cái lốp này đúng 3 vạn đấy ạ. Chúng tôi cam kết là cái đồng hồ chuẩn không tua. Vừa mua xong là tôi quay luôn. Đấy. La răng này, rất mới luôn đấy ạ. Đây, đết lốp là 2020 quý bạn nhá. Đấy. Cả một cái dàn lốp này đều 2020 luôn ạ. Đết lốp 2020. Đấy, cái lốp này thì đết là chắc là đã đảo mặt, đã chắc là thủng xong rồi, đảo mặt rồi, không thấy đâu. Nhưng mà đết lốp là 2020 luôn cả dàn quý bạn nhá. Đây. 2020 luôn quý bạn này, cả dàn lốp này. Lớp sơ cua mới tinh chưa hạ quý bạn ạ. Đấy. Lớp sơ cua này mới tinh chưa hạ quý bạn nhá. Đấy, cái lốp sơ cua dưới gầm này. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi quý bạn ạ. Đấy, cơ bản là nó chỉ bẩn thôi chứ còn không có bị xước sát, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Chúng tôi cam kết là không có đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn nhá. Đấy. Xe cũng đã được trang bị phiên bản này là phiên bản số tự động rồi, cho nên là xe được trang bị đầy đủ các option từ khóa thông minh, đèn nổ, start stop.
Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đây ạ, chiếc xe này là bắt đầu đăng ký là 2021, tính ra là mới có hơn 1 năm sử dụng thôi. Đấy, hơn 1 năm sử dụng quý bạn nhé. Và tất cả còn rất mới này, từ cụm đèn này. Đấy, đây là cái cụm đèn LED ban ngày, khi nổ máy là cái đèn này nó sáng này. Bên dưới là cụm đèn pha này, đèn xi nhan này, đều rất mới quý bạn ạ, mới tinh luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là tất cả cái phần đầu này cũng còn rất là mới, rất là đẹp này. Phía bên dưới là cũng đã được trang bị cái cụm đèn gầm. Toàn bộ từ mặt ca lăng cho đến lưới tản nhiệt đều rất mới quý bạn nha. Đấy, mới có 3 vạn chuẩn thôi. So với một chiếc xe mà chạy bình thường của những chiếc xe dòng xe khác thì là chạy nhiều, nhưng ở cái phân khúc Xpander này thì chạy như này là rất ít quý bạn ạ. Đấy, so với những chiếc xe ở cái phân khúc khác thì là có thể là chạy nhiều, nhưng ở chiếc xe Xpander thì là 3 vạn là quá ít. Và gương chiếu hậu được tích hợp xi nhan trên gương đấy ạ, gương gập điện. Chủ xe cũng đã độ gập auto rồi quý bạn nhé, tự bấm khóa là gương gập điện này. Ốp chrome rất đẹp luôn quý bạn ạ. À, nhìn về cái phần đầu chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Chỉ có hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp hay chưa có làm gì cả đâu. Vừa mới mua về cái là tôi đem ra tôi quay luôn đấy ạ. Gương chiếu hậu này, gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay cả cánh cửa bên phụ luôn quý bạn nhé. Nhìn về cái phần sườn bên phụ này đều rất là đẹp này, chưa có bị xước sát gì cả quý bạn ạ. Nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là chủ xe có mua trả góp, cho nên là vẫn còn cái bảo hiểm thân vỏ các bạn nhé, bảo hiểm thân vỏ, cho nên là có xước sát gì thì đi sơn cũng không mất tiền. Nhưng chiếc xe này không có xước sát gì cả quý bạn ạ. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý bạn thấy đấy ạ, cả cốp sau và ba đời sốc sau cũng còn nguyên bản này, còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Từ cụm đèn hậu còn nguyên bản này. Đấy, cụm đèn hậu nguyên bản và rất mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu ạ. Đấy, chưa có một cái vết xước nào ở cái cụm đèn này. Đèn phanh trên cao. Đấy, đèn phanh trên cao này. Toàn bộ về logo này, chữ này đều rất mới đây quý bạn ạ. Chữ rất mới, chưa có bị ố hay là hoen gì gì cả này. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã nguyên bản là xe đã có camera nguyên bản của xe này, đầu màn hình camera nguyên bản của xe có sẵn này, và chủ xe lắp thêm cái camera hành trình. Camera hành trình trước sau đều có nhé, camera hành trình trước sau đấy là chủ xe lắp thêm này. Cảm biến lùi, chủ xe lắp thêm cảm biến lùi rồi. Vừa có camera vừa có cảm biến lùi rồi nhá. Cho nên là nếu như chiếc xe này mà chị em nào đi, nếu như chị em nào hoặc anh em nào mới lái đi chiếc xe này thì cũng yên tâm luôn ạ. Đấy, đã có đầy đủ luôn rồi. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn một cái phần rất quan trọng ở chiếc xe Xpander mà bây giờ tại sao chiếc xe Xpander bây giờ nó lại hot đến vậy đấy ạ. Đây là cái lý do mà chiếc xe Xpander bây giờ rất hot đấy ạ. Lý do là mức tiêu thụ nhiên liệu quá khiêm tốn ạ. Chiếc xe này ăn quá ít xăng, chỉ 6,9 lít cho 100km quãng đường kết hợp. Đấy, nếu như chạy trong đô thị thì có thể lên đến 8,5 lít, nhưng chạy ở ngoài đô thị chỉ có 5,9 lít thôi, chưa đến 6 lít xăng cho 100km quãng đường kết hợp. Đấy, đây là một cái nguyên nhân để cho chiếc xe Xpander này hot nhất trong mấy năm gần đây đấy ạ. Có thể nói đánh bật cả đối thủ Innova. Innova thì là hai động cơ 2.0 cho nên là tốn xăng hơn là cái điều đương nhiên, cho nên là bây giờ là rất nhiều người mua chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ. Vừa hiệu quả vừa kinh tế, rất tiết kiệm nhiên liệu quý vị bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mua về chưa có dọn rửa gì cả, nhưng với cái nội thất này cũng tương đối là đẹp quý vị bạn nhé. Vì chiếc xe này chạy có 3 vạn km thôi, chưa có dọn rửa gì quý vị bạn nhé. Cái nội thất này là còn nguyên này, chúng tôi chưa dọn đâu ạ. Đấy. Keo chỉ ạ, đây là cái keo chỉ cánh cửa trước bên lái này, còn nguyên bản hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý vị bạn nhé. Đấy, chỉ có hơi bẩn một chút là do chưa có dọn thôi, chứ còn nguyên bản và rất là đẹp này. Táp bi cánh cửa này, đó, còn nguyên bản hết. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên luôn đấy. Đấy, chưa có dọn rửa tí nào thì là nó hơi bụi bẩn thôi, nên đánh dọn đi là nó mới lắm đấy ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này, những cái bụi này chúng tôi quay sát vào cho quý vị bạn xem này, chưa có dọn tí nào thì vẫn còn bụi bẩn này. Đấy. Vô lăng
Vô lăng thì là bọc được bọc ra nhé, bọc cái ôm bọc ra nguyên bản của xe rồi, và chủ xe cũng đã ốp thêm cái phần ốp vô lăng này. Tôi vừa mới bóc cái ốp ra đấy, vẫn còn cái bẩn phấn ở cái ốp vô lăng này này. Đấy, cái này đánh đi là sạch thôi, nhưng mà vô lăng như là mới luôn ạ. Đấy, vì chủ xe đã bọc kỹ cái vô lăng này cho nên nó rất là mới. Cần số tay phanh cũng còn nguyên bản đấy. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 3 vạn km thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, 3 vạn km này, đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ nguyên bản quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Toàn bộ về những cái ốc bản lề vẫn còn nguyên bụi bẩn đấy nhé, chưa có dọn, nhưng mà ốc còn nguyên bản hết quý vị bạn ạ. Đấy, ốc bản lề nguyên bản hết luôn, rất là đẹp này. Toàn bộ những cái phần trần đều cũng rất là mới quý bạn nha. Và đặc biệt ở chiếc xe Xpander này là thiết kế dàn điều hòa trên trần, cả dàn trước dàn sau, cho nên là ngồi trong xe nó mát rất là nhanh quý bạn ạ. Cái dàn điều hòa nó rất là to, dàn điều hòa rất lớn đấy ạ. Thiết kế của Mitsubishi dành cho chiếc Xpander này là cái dàn điều hòa rất là hợp lý ạ. Đấy, vì 7 chỗ ngồi cho nên là cái dàn điều hòa đấy ạ, cả trước cả sau luôn. Đấy, nhìn cho nên nó ở trên cao như này cho nên là mát rất nhanh cho những cái người ngồi ở hàng ghế phía sau, hàng ghế phía thứ hai và hàng ghế thứ ba. Đó, đây là cái ốp vô lăng tôi vừa mới bóc ra đấy. Mua xong cái là tôi bóc cái ốp vô lăng này ra, nhìn cái vô lăng nó như mới á. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau, bên phụ toàn bộ về những cái phần keo chỉ đây. Thưa với quý bạn này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào. Táp bi mới như này đấy ạ. Chỉ có những cái vết bụi, vết bẩn mà chúng tôi chưa có đánh dọn đi ạ. Bây giờ nếu như đánh dọn đi thì chiếc xe này nó lại rất mới ạ. Không khác gì xe mới đâu ạ. 3 vạn chuẩn quý bạn nhé. Rất nhiều xe mua về là không dám cam kết đồng hồ vì phải tua lại, như chiếc xe này còn bảo hành. Chúng tôi không có tua lại đồng hồ đâu ạ. Đồng hồ còn nguyên bản ạ. Toàn bộ những cái trần này thì quý bạn thấy đấy ạ. Rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, toàn bộ những cái phần trần này đều mới luôn quý bạn nhé. Mới hết luôn đấy ạ. Chủ xe gần như là chủ xe này đi có một mình thôi ạ. Cậu thanh niên, đây là chủ xe này là cậu thanh niên còn ít tuổi, cậu ấy đi làm, sử dụng chiếc xe này để đi làm và đi có một mình thôi quý bạn nhé. Rất đẹp. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe nhé. Chiếc xe đã được trang bị là một cái màn hình thông minh rồi quý bạn ạ, tích hợp giải trí nghe nhạc bằng USB đây quý bạn nhé. Có hai cổng USB luôn, bên trên và bên dưới đều có cổng USB. Và xe cũng đã được trang bị start top này, khóa thông minh, khóa thông minh đề nổ start top. Và đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét này thì chúng tôi cam kết với quý vị bạn, đồng hồ chuẩn 3 vạn nhé. Chúng tôi vừa mới mua xong là tôi để như cái đồng hồ này, chúng tôi có thể cam kết quý vị có thể check tại hãng. Vì chiếc xe còn bảo hành cho nên là chúng tôi không bao giờ chúng tôi tua đồng hồ đâu. Tua đồng hồ là mất bảo hành đấy ạ. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn ạ. Vô lăng thì quá mới. Và vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, còn đây là kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Cruise control quý bạn nhé. Đấy, và chiếc xe Xpander này đã có rồi. Và đây là cái bọc vô lăng đây, thưa với quý bạn, tôi vừa mua xong là tôi tháo cái bọc vô lăng này ra cho nên là cái vô lăng này nó mới lắm ạ. Đấy, tất cả còn rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nha. Và option thì rất đẹp đây, toàn bộ những cái phần táp lô này đều rất là đẹp ạ. Sổ bảo hành đây, thưa với quý vị bạn này, sổ bảo hành full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại Hà Nội quý bạn nhé. Đấy, ô tô cái này là Mitsubishi Phúc Diễn đấy ạ. Đây này, đấy, sổ bảo hành full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn quý bạn ạ. Đấy, chủ xe mới mua còn bảo hành cho nên là lúc nào chủ xe cũng phải thay dầu bảo dưỡng ở trong hãng luôn quý bạn ạ. Đây là cái cam hành trình có cả trước cả sau luôn ạ. Đấy, cam hành trình thì đang hiển thị cả cam trước cam sau quý vị bạn nhé. Tất cả những phần nhựa này, đấy, phần nhựa này, những phần trần đều rất mới quý bạn ạ. Nỉ trần này quý bạn xem này, nó mới tinh như thế này đấy ạ, chưa có dọn dẹp gì cả mà mới tinh như này ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn nhé là không chạy dịch vụ đâu ạ. Đấy, cam kết quý vị không chạy dịch vụ. Nếu như phát hiện chiếc xe này là chạy dịch vụ là tôi xin đền cho quý vị và các bạn những cái, ví dụ như trả công cho quý vị bạn đến xem xe mà phát hiện là xe chạy dịch vụ, chúng tôi sẵn sàng trả công cho quý bạn đi lại đỡ mất công. Đấy, tôi khẳng định với quý vị bạn nếu như quý bạn đến xem chiếc xe này là không mất công đâu ạ. Đấy, vì nó mới, nó đẹp như này đấy. Toàn bộ những cái phần nhựa này cũng đều rất mới, rất đẹp quý vị bạn nhé. Chưa dọn dẹp gì mà nó đã mới, đã đẹp như thế này rồi đấy ạ. Sau đây thì tôi lại tạm thời tắt cái máy đi. Tôi ra tôi giới thiệu tiếp cho quý vị bạn về những cái phần còn lại của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, rất đẹp như này đấy ạ. Đây là cái phần hàng ghế giữa này. Hàng ghế sau này thì chủ xe chia sẻ là chưa bao giờ em dùng đến ạ. Vì chưa bao giờ
phải có người ngồi ở cái hàng ghế sau này đâu ạ. Đấy, hàng ghế sau đấy ạ. Đấy, hàng ghế sau này mới tinh luôn đấy ạ. Chưa bao giờ ngồi đấy này chủ xe, và chưa bao giờ có người ngồi ở cái hàng ghế sau này đấy. Đấy, thưa bạn nhé. Đấy, hàng ghế sau này. Nhưng mà bụi bẩn là cái này là do bụi bẩn, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì quý bạn nhé. Đây, nhưng rất đẹp như này được. Quý vị bạn xem về những cái phần trần này, đều rất mới. Đấy. Và ốc cốp sau đây thưa với quý bạn này, ốc cốp sau còn nguyên, chưa có dấu vết gì cả. Đấy. Keo chỉ cốp sau này cũng còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi chưa có dọn thì nó bẩn như này đây. Nếu như dọn sạch sẽ đi, đem đi cho anh em nó dọn xong cái là nó sạch ngay. Nó sạch, nó mới lắm. Chưa có dọn gì mà nó đã còn mới như này đây này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, tất cả những chiếc xe mà chúng tôi mua về ấy, là nó bẩn như này đây này. Quý vị bạn xem này, những chiếc xe đã sử dụng rồi là về là nó hay bẩn. Vì mưa là nó sẽ đọng nước ở đây, nó sẽ bẩn. Về là anh em phải dọn dẹp sạch sẽ đi thì nó mới đẹp được. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi chưa có dọn cho nên là nó bẩn như vậy đấy ạ. Đấy, đấy là cái phần cốp nhá. Và tôi sẽ mở cho quý vị và bạn xem về những cái phần sơ cua chiếc xe này thì là ở dưới rồi. Sơ cua còn mới tinh ở bên dưới đấy ạ. Đấy, sơ cua được lắp ở bên dưới. Đóng cái cốp này lại, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Đấy, cánh cửa phía sau cho quý vị và các bạn cùng xem này. Về những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cũng còn nguyên hết luôn đấy ạ. Đấy, keo chỉ là nguyên bản này. Táp bi này còn nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết này. Đấy, quá là mới luôn ạ. Một chiếc xe 2021, tính năm ra là đăng ký từ 21 đến 22, tính là bây giờ sử dụng được gần 2 năm rồi các bạn ạ. Gần 2 năm nhé, chưa được 2 năm đâu. Đăng ký đầu năm 2021 thì tính ra 2023 mới được 2 năm. Đấy, rất đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa quý bạn nhé. Đấy, cũng được thiết kế là bấm tay để mở cửa này. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô. Đấy, đến táp lô này đều rất mới quý vị các bạn nhé. Đấy, táp lô đều rất mới này. Đến phần những trần này, cửa gió điều hòa này. Đấy, mới nguyên quý vị bạn ạ. Nội thất ghế này đều mới luôn quý vị bạn ạ. Tay phanh, cần số, vô lăng. Đấy, đều rất mới luôn quý bạn nhé. Nhìn cái vô lăng này bọc kín rồi cho nên là không khác gì xe mới đâu. Cái vô lăng xe mới như nào thì cái vô lăng này nó như vậy đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ xin chia sẻ với quý vị và các bạn về cái động cơ chạy 3 vạn km quý vị bạn nha. Đây, động cơ. Đấy, chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó còn nguyên và bẩn như thế này đấy ạ. Đấy, còn bẩn nguyên quý bạn nhé, chưa có dọn dẹp gì cả này. Nhưng cơ bản so với những chiếc xe cũ như thế này là rất mới rồi quý bạn nhé. Đấy, chưa có dọn mà nó mới như này. Và điều đặc biệt là tôi muốn cho quý vị bạn xem là toàn bộ về những cái phần ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy nguyên bản này, chưa có vết tháo. Tất cả những con ốc ở trong đời còn nguyên bản hết ạ. Đấy, và cái động cơ này còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ. Còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng luôn đấy ạ. Đấy, rất mới nhé. Tất cả những con ốc ở trong đây chưa có một con ốc nào tháo ra đâu quý bạn ạ. Còn nguyên bản hết này. Từ những cái ốc tai này, đấy, ốc chân cabo này, đấy, ốc cabo đây này, còn mới nguyên ạ. Chưa có một cái vết tháo nào luôn ạ. Đấy, chưa vết tháo nhé. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, chưa có dọn dẹp gì là nó bẩn như này đấy quý bạn này. Nếu như dọn đi là nó sẽ sạch lắm đấy ạ. Nó sẽ mới lắm ạ. Nếu dọn đi là nó rất mới. Bây giờ là chưa có dọn gì là nó như này. Đó. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc cabo là nguyên bản hết luôn quý bạn nha. Đây tôi quay chéo này. Quay chéo cho quý bạn xem là ốc này còn nguyên hết luôn đấy ạ. Chưa có con ốc nào tháo đâu ạ.
ốc chân cabo bên trong kia cũng vậy. Còn nguyên này, đến ốc tai này còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Đấy. Về cái động cơ này thì quý bạn có thể yên tâm vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Đấy. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 chạy 3 vạn km này. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ máy móc còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng. Đấy. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị các bạn nha. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị bạn nha. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.